Bắt đầu từ năm học 2021-2022, các trường trung học cơ sở sẽ chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Bên cạnh bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, những ngày qua, công tác đầu tư xây dựng trường học, bổ sung trang thiết bị dạy học cũng được các quận, huyện chú trọng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại quận Ngũ Hành Sơn. Những ngày này, hai hạng mục nâng tầng một dãy phòng học, sửa chữa một khối huyết phòng học tại trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn đang được tích cực triển khai để đảm bảo tiến độ hoàn thành trước tháng 9. Ngoài đảm bảo số phòng học, phòng bộ môn, thư viện, những năm qua, nhà trường cũng đã được đầu tư đồng bộ về công nghệ thông tin. Các lớp học đều được trang bị TV nối mạng, thuận lợi cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Trường được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp ở hai cái khu công trình. Ngoài ra thì nhà trường được đầu tư phòng máy tính để đáp ứng cho cái chương trình khai sách giáo khoa lớp 6. Còn về phía nhà trường thì nhà trường cũng đã cải tạo nhiều hệ thống camera, hệ thống mạng, hệ thống máy chiếu ở các phòng học để đảm bảo được cái đón đầu và thực hiện cái chương trình sách giáo khoa lớp 6. Với chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông là hoạt động giáo dục bắt buộc. Vì vậy, các trường trung học cơ sở cũng tích cực đầu tư các hạng mục nhằm đa dạng hoạt động của học sinh, sân bóng, hồ bơi. Sân bóng mini tại trường trung học cơ sở Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn cũng đã được đầu tư xây mới trong hè này để kịp đưa vào sử dụng ở năm học mới. Thì hiện nay trường trung học cơ sở Huỳnh Bá Chánh đang tiếp tục xây dựng sân bóng đá mini. Có thể nói là ngoài các bộ môn văn hóa thì các bộ môn thể dục thể thao cũng là được sự quan tâm đồng bộ để các em có điều kiện, có năng khiếu, có thể phát huy cái năng lực của mình. Hiện nay trường trung học cơ sở Huỳnh Bá Chánh đã có cái nhà đa năng, bể bơi và tiếp tục được xây dựng cái sân thi đấu bóng đá mini, thì có thể nói là đáp ứng đầy đủ điều kiện cho các em tham gia học tập và tạo thành tích tốt trong thời gian đấy. Trong điều kiện dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, hoạt động tại các công trình trường học vừa phải đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố cũng đang chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022, trong đó chú trọng việc phân công giáo viên hợp lý, chủ động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên.